Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, trang 111, sách giáo khoa Sinh học 9. Đề bài như sau: Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở Việt Nam là lĩnh vực nào? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại bài 37, Thành tựu chọn giống ở Việt Nam trong sách giáo khoa Sinh học 9, trang 108. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Qua việc nghiên cứu những thông tin đã học, các em biết được thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng ở nước ta là lĩnh vực chọn giống lúa và ngô. Cô lấy ví dụ như giống ngô ENV20 hay giống lúa DT17. Còn trong chọn giống vật nuôi là chọn giống ưu thế lai ở lợn và gà ví dụ như tạo ra giống lợn đại bạch ỷ 81 hay giống gà đông tảo lai, giữa gà trống là gà đông tảo, gà mẹ là gà ri vàng dơm. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 111, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em.